Nhật Bản mang lại lợi ích như thế nào cho Việt Nam? Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể thăm Nhật Bản. Thưa quý vị, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua tương đối cân bằng, bền vững và tăng trưởng ổn định. Thống kê kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 50 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 24,2 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ Nhật Bản 23,4 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư, đối tác xuất khẩu lớn thứ ba và là đối tác nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Xét tổng thể, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của hai nước mang tính bổ sung cho nhau chứ không có sự cạnh tranh trực tiếp. Theo báo cáo khảo sát năm 2022 của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, thì 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong vòng 2 năm tới. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt khi năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao,